Thánh nhân là những pháp sư hàng đầu là lực lượng duy trì thế giới. Họ có thể tham gia vào bộ phép thuật cơ quan quyền lực tối cao. Họ là lực lượng bảo vệ xã hội bởi những kẻ muốn phá hủy nó. Trong đó có dây quản lý pháp cụ triệu hồi kiếm. Ở diễn biến cuối phần 1 Max đã giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với Mara Lubus, giúp cậu tiến gần hơn với vị trí của thánh nhân. Tuy nhiên khi cậu chiến đấu với Selgur, việc Max không dùng được phép thuật đã lan khắp trường. Hôm sau Max cứ nghĩ đã bịt miệng được tên học sinh kia nên sẽ tổ chức một buổi tiệc chúc mừng. Nhưng không ngờ tên học sinh đầu búa tới trêu chọc việc Max không dùng được phép thuật. Max liền nói dối mình biết dùng và đang tập luyện bữa giờ. Nhưng nói vậy thì ai mà tin. Finn liền kéo Max đi nơi khác nhưng tên học viên kia hắn cho rằng Finn đã bao che cho Max nặng thì sẽ bị đuổi học. Tại sao phải bảo vệ cho một thằng có dòng máu không xài được phép thuật? Lúc này Finn đã trở nên tức giận. Nhưng cậu không hiểu sao tên đó lại nằm bẹp dưới sàn thì Gia Lan đã tới. Lúc đầu búa đang tức giận thì bị bãi nước bọt bắn lên mặt đó chính là Lemon và Dot. Cô giới thiệu Dot đã bị gãy 6 cái xương sườn hộp sọ bị đè gãy xương ở cả tứ chi. Người bình thường thì chất tàn phế luôn rồi. Cuối buổi học bọn họ đã tổ chức một bữa tiệc ăn mừng chiến thắng khi đánh bại nhà lang. Max cầm đồng xu tự tin nói chỉ cần đợi lúc chọn mình là thánh nhân nữa thôi. Phim bên kia hốt hoảng khi thấy Aben và Abyss cũng đang ở đây. Aben đột nhiên móc cái gì đó ra thì ra là mang bài tới để chơi xì lát làm hết cả hồn à. Abis còn nói nếu ai đánh thắng Aben thì cậu sẽ chảm khiến. phiên vã cả mồ hôi. Abis hổ báo là vậy nhưng khi Lemon tới rót trà thì lại run cầm cập. Aben liền tới xin lỗi vì Abis chưa có tin kinh nghiệm tiếp xúc với gái nên hơi run. Lemon còn quan tâm đúc cho Grad ăn nhưng Mas không nhận ra nên đã từ chối. Bất ngờ chiếc bánh su kem rơi xuống đất. Mas liền sử dụng máy hút chạy bằng cơm hút chiếc bánh lên. Lúc này Fin mới nhớ nên hỏi Lan hôm đó sao cậu lại đột nhiên biến mất. Lan liền nói, sau khi đánh nhau xong cậu đã bị một tên tự xưng là tử tù giữ lại. Nhưng đang đấm nhau thì tên đó đột nhiên lại lặn mất tâm. Lúc này mọi người đều đã cặp trời với nhau chỉ còn Finn đứng nơi đó. Tối hôm đó Abyss cảm ơn Mas vì đã mời cậu tới chơi. Abyss nhắc nhở Mas đã bị Zero nhắm tới đó là một nhóm tội phạm khét tiến. Chúng tìm kiếm những người có sức mạnh cao ở học viện để làm việc cho bọn chúng. Aben đã có vạch thứ ba bằng công cụ nhân tạo của Zero. Những kẻ có ba vạch thực sự còn đáng sợ hơn thế đó vẻ Zero đang tìm kiếm sự liên kết gì đó với cậu nên hãy cẩn thận. Tôi cũng cảm ơn vì cậu đã ngăn AB lại kịp lúc. Mas cậu thật sự có thể tạo ra một thế giới mà tất cả mọi người đều có thể sống yên bình. Lúc này bên ngoài tên học sinh bị đánh lúc sáng đang nghe lén bọn họ nói chuyện. Hắn không thể tin AB Stop hai nhà lang lại nói chuyện với một kẻ thất bại như Mắt. Nhưng bất ngờ Aben xuất hiện phía sau khiến hắn hốt hoảng mà bỏ chạy. Một con cú xông vào nhà và đưa một bức thư cho Mắt đó chính là muốn mass tới bộ phép thuật để họ xét xử cậu. Thẩm phán cho rằng các vị thần đã tạo ra thế giới này và phép thuật cũng là được các vị thần ban cho, nhưng mass xuất hiện và đe dọa đến vẻ đẹp và sự hài hòa của phép thuật. Cậu là một phiên bản lỗi nên cần được giải quyết nhanh chóng. Mas thì cho rằng chuyện đó bình thường mọi thứ đều có thể xảy ra. Lúc thẩm phán đang biện minh thì thánh nhân Rio quản lý ánh sáng đã ngắt lời. Rio cho rằng điều cuối cùng vẫn là sự thành công. mắt cần phải tự tin vào bản thân để trở thành một người đàn ông thực thụ chúng ta sống theo luật lệ tồn tại theo số đông nếu cậu kéo số đông về phía mình thì mọi chuyện sẽ được giải quyết rio biến ra một cây nến và bảo mas hãy thắp sáng mà không chạm vào để chứng minh cậu chính là một người đàn ông thực thụ mas bình tĩnh từ từ đi tới cầm theo cây đũa của mình lúc thẩm phán cho rằng điều đó là không thể thì bất ngờ mas đã dùng đũa của mình cọ sát xuống mặt sàn độ ma sát cực cao đã làm ngọn lửa bùng cháy và cây nến đã được thắp sáng mas giờ nắm đấm của mình lên tôi nhất định sẽ kéo số đông về phía mình Ai lai cậu chính là một Nisui. Bên ngoài các thánh nhân cũng đã bắt đầu cùng nhau đi đến. Bên trong Mas nghĩ mọi chuyện đã xong xuôi muốn xin về nhà. Bất ngờ chân cậu bị các giữ lấy và tấn công một cách bất ngờ. Đó chính là các thánh nhân bọn họ đều cảm thấy thật phiền phức khi bị gọi tới đây. Lần lượt đó là thánh nhân Renatus quản lý nghĩa trang phép thuật bá tử, Surara quản lý nghiên cứu phép thuật băng, Kando quản lý phép thuật hỏa, Agito quản lý sinh vật phép thuật rồng, Sofina quản lý cấm thư phép thuật tri thức cuối cùng là người đã tấn công Master, tên là Otter, quản lý sức mạnh phép thuật sa mạc. Hắn ta cho rằng bọn hắn đứng trên vạn người khó lòng chấp nhận một người như Mas, nên Mas phải bị phán quyết bằng cái chết. Bất ngờ Bres phản đối vì ông ta đang bị Zero khống chế. Ông ta nói Mas phải thuộc về Zero của bọn chúng. Innocent Zero đã cấy một ký sinh trên người ông ta. Đó là một sinh vật phép thuật nguy hiểm được nuôi dưỡng bởi mana. Sử dụng con người là nơi sinh trưởng cho ấu trùng. Chúng sẽ biến những kẻ định tách chúng khỏi vật chủ thành vật chủ mới Rio cho rằng đó chính là một lời tuyên chiến Cậu ta biến xuống bên dưới và muốn tách ký sinh trùng này ra Nere liền đi Tôi khuyên ngăn nhưng Rio cho rằng Mình chính là người mạnh nhất và nóng bỏng nhất ở thế giới phép thuật Nhưng bất ngờ Max đã ra tay trước con ký sinh bắt đầu chui vào miệng của Max Lúc mọi người đang lo lắng thì Max đã oi nó ra Max nói mình đã buộc nó lại bằng lưỡi nhưng Nere thì tim méo nào được Max đã đỡ ông già bị ký sinh xuống mong ông hãy yên nghỉ. Cậu cũng không thể ngờ đây chính là ngài thẩm phán Bless. Lúc Max định rời đi thì Otter liền cản cậu lại. Hắn ta vẫn muốn cậu phải đi theo hắn để nhận án tử. Nghe xong Max liền không đồng ý cậu dẫm chân xuống sàn tôi sẽ không đi đâu cả. Otter liền biến mất và chĩa cây đũa vào cổ cậu ở phía sau. Bất ngờ Rio liền xuất hiện ngăn Otter lại. Bởi vì đây là ý kiến riêng của Otter chứ không phải của mọi người. Otter cho rằng không cần phải nghe ý kiến của Rio cứ theo luật mà làm lúc này bất ngờ có một thanh kiếm ghim xuống đó là thầy hiệu trưởng và dây đã tới Otter liền trách móc tại sao thầy hiệu trưởng lại che giấu cho một thằng vô dụng thầy hiệu trưởng nói các thánh nhân hãy hoãn thi hành án lại đây là lần đầu tiên Innocent Zero gửi thông điệp đến có khả năng Max sẽ cho chúng ta cơ hội dẫn trước hắn Max thấy thầy hiệu trưởng có vẻ căng Rio liền nói lúc trước thầy ấy cũng từng là thánh nhân một huyền thoại đã đấu một một với Innocent Zero thời còn trai trẻ nên thầy ấy là người duy nhất tôi nể phục nhất ở đây nhưng lúc này Otter lại phản đối hắn ta muốn tiếp tục duy trì luật lệ của thế giới. Thầy hiệu trưởng liền bỏ mũ cúi đầu xin mọi người hãy tha cho Max. Tuy em ấy hơi có chút thô lỗ và ngốc nghếch, nhưng em ấy có một khả năng làm lay chuyển trái tim người khác. Tôi tin em ấy sẽ thay đổi cách nhìn về thế giới chúng ta. Từ trước tới nay những người như Max đều bị đối xử tệ bạc. Chúng ta cần phải thay đổi cần phải có sự can đảm thừa nhận sự bất công này. Lúc này tên Otter thì vẫn giữ nguyên suy nghĩ của hắn. Bất ngờ dây cũng quỳ xuống cầu xin cho Max. Hãy cho cậu ta chứng minh và nhận được sự tin tưởng của chúng ta. Những thánh nhân khác bên của Otter thì vẫn không đồng ý. Hắn ta cho rằng thầy hiệu trưởng đã già đang bị cảm xúc lấn áp lý trí. Lúc này bất ngờ, Bless lên tiếng tôi cũng giống suy nghĩ như mọi người. Những người không có phép thuật vô dụng đều bị đào thải. Nhưng một người như cậu ta vừa mới cứu mạng tôi. Đây là vụ tôi giải quyết nên tôi xin hoảng lại bản án. Các ngài có thể trùng phạt tôi nếu muốn. Nhưng tôi sẽ không thay đổi phán quyết của mình. Đứng trước nhiều người đã muốn chạy án cho Mas. Otter hắn không còn cách nào khác đưa ra điều kiện. Max chỉ được hành động dưới sự giám sát của bọn họ như một con rối. Chứng minh Max đủ khả năng đấu với Innocent Zero hay không. Điều đó sẽ được chứng minh khi Max được chọn là thánh nhân. Nhưng nếu cậu ta không được chọn là thánh nhân thì sẽ phải chết ngay lập tức. Nghe xong Max giơ tay lên đấm xuống sàn để thể hiện sức mạnh của mình. Cậu tuyên bố sẽ đấm vỡ mồm tên Innocent Zero. Ở một nơi xa mặt đất dung chuyển, Innocent Zero đã cảm nhận được lời thách đấu của Max dành cho hắn. Sau khi Max kể mọi chuyện với ba người bạn về việc mình không xài được phép thuật, ba người họ thì vẫn tỏ ra rất bình thường còn. Dù Max đi chơi quẩy phố, lát sau Finn đã đứng bên dưới để chờ bọn họ. Đó xuất hiện với một bộ giáp phun ngầu. Sau đó là Max ngố lăng tới với cục tạ tập bụng. Sau đó là sự xuất hiện, phun ngầu nhưng bên trong thì siêu cute của Lan. Finn cũng cạn lời với ba ông thần này luôn rồi. Đót liền chỉ bọn họ tới chỗ một trò chơi phóng phi tiêu bọn họ phải chọt lét mũi gấu qua la để nó hắt xì vào tấm bảng. Max cho rằng quá, dễ liền đi tới trước để thử. Dot mới chê Max hơi bị non thì liền bị mũi phi tiêu cấm vào đầu. Dot không hề tức giận mà đi tới để thể hiện. Kết quả lại cấm trúng đầu của Max làm cậu phát điên lên. Trên đường đi Lan đề nghị bọn họ phải chuẩn bị cho cuộc thi thánh nhân sắp tới. Nên hãy đi chọn những chiếc đũa mới để nâng cao lực chiến của mình. Bọn họ đi tới một cửa hàng. Khi bước vào trong ở đây có rất nhiều chiếc đũa treo trên tường chủ quán liền nhận ra bọn họ là học viên học viện tới đây. Phin bước tới vòng tròn giơ tay ra thì bất ngờ một chiếc đũa đã bay tới và chọn cậu. Những chiếc đũa này giúp mở rộng khả năng của người sở hữu và sẽ tự động chọn chủ nhân phù hợp giúp họ cải thiện sức mạnh. Lan cũng bắt đầu tiến tới và cũng có một cây đũa bay tới, chọn cậu. Chủ quán liền ra lời khen vì chiếc đũa này chỉ dành cho những người có hai vạch. Ông ta liền hỏi Max có muốn thử không? Lúc mọi người sợ Max bị lộ thì bất ngờ cậu cũng đã bước lên. Max đột nhiên rất ấn tượng với chiếc đũa đang nằm dưới sàn. Chủ quán nói cây đũa này nằm ở đó lâu lắm rồi vì quá nặng nên không thể nhắc lên nỗi. Truyền thuyết nói rằng nước tiên phun lên từ bên dưới nó có thể tạo ra những chiếc đũa cực mạnh. Không có cơ bắp hay phép thuật nào có thể nhắc nó lên. Lúc này Max từ từ tiến tới nhẹ nhàng nhất nó lên khiến ông già này hết cả hồn. Ok, cảm ơn cậu tôi không có lấy tiền. Khi họ ra ngoài Lemon và đội trưởng Tom cũng đã đến. Thế là bọn họ bắt đầu đi ăn uống mua sắm chụp hình các kiểu đa điều. Mas lần đầu tiên được đi quẩy thì rất là thích thú. Cậu hẹn mọi người bữa nào sẽ đi quẩy tiếp. Khi về nhà Mas lấy những đồng vàng ra, cậu quyết định về nhà thăm bố trước khi cuộc thi thánh nhân bắt đầu. Bên kia Otter vì không muốn Mas có cơ hội trong cuộc tuyển chọn thánh nhân, nên hắn đã nhờ Macaron đứng đầu nhà Orca giải quyết Mas trong cuộc thi. Macaron nói hắn sẽ không nghe theo bất kỳ ai, hắn chỉ quan tâm tới sự kích thích. Otter liền nói Mas đánh bại Aben kẻ đứng đầu nhà Lang. Macaron cho rằng Aben cũng không tệ nhưng còn yếu hơn mình. Nhưng sau khi nghe Max đã đánh bại Aben mà không dùng ma thuật thì Macaron đã trở nên phân khích. Hắn ta liền tới đàn một bản nhạc tự sáng tác để nói lên sự phấn khích của mình. Mùa xuân đã về rồi. Bên kia Max đã về nhà thăm bố còn dẫn theo những người bạn của mình. Người bố quá là xúc động khóc hết nước mắt. Cuối cùng sau những ngày trên núi con cũng đã có bạn bè. Lemon nhân cơ hội liền chào bố con là vợ tương lai của Max nhưng bọn con vẫn chưa nắm tay nên bác cứ yên tâm. Đót liền đi lên biếu cho bố mắt ít trà thảo mộc không đường. Còn Lan thì tặng hình em gái mình cho ông khiến ông không hiểu nỗi. Thế là bọn họ bắt đầu chơi đùa vui vẻ với nhau. Trước hình ảnh này, bố mắt rất vui vì ông không thể tin cậu có thể được bạn bè vây quanh. Gần đó Makara đang dẫn đàn em đi tới nhà Max để hỏi thăm sức khỏe cậu. Bất ngờ những thanh kiếm rơi xuống như mưa đó chính là dây. Từ khi nào mà ngài lại làm hộ vệ thế? Ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây vì nghe có tiếng cười khá giòn. Bên trong Mas và mọi người vẫn chơi đùa vui vẻ không hề biết chuyện bên ngoài. Trở về vài năm trước một giải đấu được tổ chức với mục đích tìm ra những pháp sư trẻ từ 13 đến 15 tuổi. Trong giải đấu đó một thí sinh đã quét sạch toàn bộ đối thủ của mình trong một đòn. Người đó chính là Macaron kẻ đứng đầu nhà Ot. Trở về hiện thực Macaron đang phấn khích vì không những đấu với Mas mà còn có cả thánh nhân. Macaron hóa ra một chiếc đàn piano đánh một bài để nói lên sự hưng phấn của mình hắn thì phấn khích mà dây thì buồn chả muốn nói đánh nhanh đi bố còn về macaron nói không phải pháp sư nào mạnh cũng thành thánh nhân nó cũng chỉ là một cái danh với một kẻ tìm kiếm sức mạnh như ngươi cả hai đã bắt đầu cuộc chiến những thanh kiếm đối đầu với những nốt nhạc tạo ra một vụ nổ bên kia mas và mọi người đang chơi trò chơi đót quay chúng số 67 bị lừa mất 5 triệu lon bởi sự mưu mô của người đẹp Le Mom quay chúng số 25 bị giam vào tù vì khống chế tình yêu như một kẻ theo dõi phải, đợi 320 lượt nữa mới được chơi tiếp. Tới Lan thì cậu cho rằng đây chỉ là game thôi có dự đoán được trước đâu, nhưng cậu bất ngờ quay vào ô em gái rất bạn, trai về nhà nên phải quay về vạch xuất phát. Phiên thì quay vào ô trả lại đồ thất lạc cho người mất nên được tặng 100 lon. Tới lượt Max thì cậu quay trúng số 98. Phát hiện bản thân không dùng được ma thuật nên kết thúc game. Lúc này Dot cười to bởi vì chưa gì mà đã over game luôn. Không hiểu thế méo nào mà game lại vô lý đến vậy phi ngồi nghĩ về câu nói của cha mắt không ngờ mắt lại được bạn bè bao quanh mong rằng nó sẽ tồn tại mãi mãi phi nhìn và quyết tâm sẽ giữ điều đó lại mãi mãi bên kia dây và macaron vẫn đang trao đổi chiêu thức macaron đã tạo ra vô số những nốt nhạc khống chế dây nếu dây dùng phép thuật thì nó sẽ phát nổ macaron hỏi anh có biết động lực của mỹ là gì không nghệ thuật tình yêu thể thao nhậu nhẹt hút chít cờ bạc tôi không cần mấy thứ đó không chơi người nói làm gì macaron nói bởi vì buồn chán cũng giống như sự chết chóc chúng ta sống cần có động lực vậy mà ngươi lại chĩa mũi vào chuyện của người khác ngoan ngoãn thì cút sang một bên ta phải đi gặp Max dây nói thẳng nhóc mắt đó rất ngang ngược nói với ta mình sẽ trở thành thánh nhân ngay cả khi không có phép thuật điều đó làm ta thay đổi góc nhìn về thế giới này bất ngờ dây bùng phát sức mạnh bên kia nere nói với thầy hiệu trưởng nếu dây đối đầu với macaron thì cậu ta cũng sẽ khó mà bình an vô sự thầy hiệu trưởng cười và nói Dây bên ngoài lạnh lùng nhưng luôn quan tâm đến người khác. Cậu có biết gì về những vạch này không? Nerey nói số vạch càng nhiều thì sức mạnh càng lớn. Đúng vậy học viện chúng ta tất nhiên là có rất nhiều học viên hai vạch. Nhưng lại cực kỳ ít người có vạch thứ ba. Người có vạch thứ ba chắc chắn là đã được thần lựa chọn. Mà người trẻ nhất có được ba vạch đó không ai khác đó chính là dây. Bên kia Max liên tục bị tử hình trong game vì không có phép thuật. Nên cậu đã chọn dừng cuộc chơi và ra ngoài hít thở không khí. Dot cho rằng nhìn bên ngoài vậy thôi chứ bên trong Mas đang buồn dữ lắm. Mas bên ngoài cố chạy thật nhanh tưởng là có chuyện gì. Ai ngờ muốn ăn bánh su kem mà muốn mọi người không thấy. Nhưng rồi cậu quay sang thì thấy cuộc chiến của hai người kia. Macaron sau khi thấy ba vạch của dây thì hắn không sợ hãi mà phấn khích hơn. Hắn ta cho rằng những nốt nhạc sẽ nổ khi dây niệm phép. Lúc này dây đột nhiên hỏi Otter đã khiến ngươi làm việc này đúng không? Macaron liền giả bộ nói mình không hiểu gì cả. Ngươi nhắm vào Mas một người không có phép thuật ở xã hội này không có phép thuật đồng nghĩa với không có quyền con người bình thường họ thì sẽ ganh tị với những người có phép thuật và cam ghét xã hội này nhưng Max thì lại khác cậu ta dám chống lại số phận của mình một con chuột hẻ nhát như người thì làm sao hiểu được macaron tức giận bắt đầu bắn bắn ra những bản nhạc tấn công dây bên kia neray hỏi điểm khác biệt giữa ba vạch và hai vạch là gì thầy hiệu trưởng nói ba vạch là biểu hiện cho những người được thần lựa chọn họ có thể điều khiển nhiều sức mạnh hơn so với hai vạch nhưng họ phải đánh thức hình dạng thực sự của đũa phép. Ở bên kia bất ngờ dây dùng cây đũa của mình tạo ra một vòng tròn đánh bay, nốt nhạc của Macaron. Bây giờ sức mạnh này dây có thể kêu gọi sức mạnh các vị thần bên trong chiếc đũa. Chiếc đũa của dây đã bắt đầu biến đổi. Chiếc đũa khổng lồ bổ xuống đã thổi bay mọi thứ trước mặt. Kết quả tạo ra một rãnh sâu và vạch thứ ba của dây đã biến mất. Bất ngờ Max từ phía sau đi tới em cảm ơn anh nhé. Nhưng dây chỉ nói mình đang chơi đùa với thỏ trong rừng thôi. Max nghĩ ông anh này cũng mê thỏ dữ quá. Dây nói cuộc thi sắp diễn ra tôi rất tệ trong việc động viên người khác. Nhưng cậu đang dấn thân vào một thử thách mà thế giới này chưa từng có. Không có điều gì tốt đẹp xảy ra nếu cậu thất bại. Hãy sống và tạo ra ý nghĩa cho thử thách của cậu. Bên kia trong rừng Macaron đang vác thân thể của hai tên đàn em. Nhưng còn hắn thì lại bình yên vô sự. Hắn ta cho rằng đũa phép khổng lồ của dây tăng sức mạnh đầu ra. Những phép cơ bản cũng có sức mạnh như ma thuật cấp 2. Lúc trước hắn đã thử qua nên bây giờ ưu tiên cho hai đứa đệ mình thử. Miếng ngon hắn sẽ dành để thưởng thức sau cùng. Bên trong học viện trước ngày thi đấu phim cầm su vàng lên và nhớ lại. Lúc trước Max đã chia cho bọn họ để cùng đi thi tuyển. Bên kia Lan thì xem hình em gái và hứa sẽ về nhà sớm. Còn Dot thì lòng bồn chồn cao hứng quá nên không thể ngủ được. Tối hôm đó cha Max đã tâm sự với cậu. Tuy mọi người đã biết con không dùng được phép thuật. Nhưng con sẽ bị xử tử nếu không thực hiện được yêu cầu. Bố xin lỗi đây là trách nhiệm của bố, mong rằng ta sẽ cho con một cuộc sống bình thường nếu như ta có thể giấu chuyện này đến khi chết. Nhưng Mas cho rằng cậu rất vui vì luôn có bố dõi theo, cậu đã được đi học và có những bạn bè, trên hết là cậu còn phải ăn nhiều bánh su kem hơn nữa. Sáng hôm sau Mas đã tạm biệt, bố trở về trường. Cuộc thi lựa chọn thánh nhân đã bắt đầu. Đầu tiên là phải có đủ số su quy định, tiếp theo là kỳ thi tuyển chọn cuối cùng là bài thi lựa chọn thánh nhân một người phải có ít nhất 5 đồng xu mới có thể bước tiếp vào vòng 2. Tuy nhiên vì sự can thiệp của Innocent Zero bài kiểm tra đã được đẩy nhanh tiến độ. Chỉ cần 3 xu vàng là đạt tiêu chuẩn. Findotland đều đã tới để tham gia. Thầy hiệu trưởng cho rằng sự xuất hiện của Macaron sẽ làm con đường của Max trở nên khó khăn hơn. Max lúc này từ từ bước vào thì Otter đứng trước mặt cậu. Hắn cho rằng sự hiện diện của Max làm gián đoạn hệ thống của con người. Sự hiện diện của cậu sẽ không được biết đến ở thế giới này. Max bắt đầu vận dụng sức mạnh cơ bắp và cảm ơn chúng đã động viên cậu. Otter nghe Max nói một mình thì không hiểu thằng này đang nói cái gì. Max bước tới nói tôi sẽ hạ tất cả bằng những gì tôi có. Cậu hiên ngang bước ra đấu trường dưới sự mỉa mai của những người khác. Bọn họ nói cậu hãy cút về nhà đi. Phim rất lo lắng sợ áp lực lớn này sẽ làm Max mất lòng tin mà ai ngờ Max đòi về nhà thật. Có tất cả 12 thí sinh đến từ các ba nhà. Trận đấu này có tên là loại trực tiếp họ phải chiến đấu và sống sót họ phải tìm ra chiếc chìa khóa giấu trên sân đấu và thoát khỏi đó. Chìa khóa nằm trong một bong bóng của con cá lồng đèn. Mọi người phải dùng phép để làm nổ quả bóng, còn phải chạy trốn khỏi ba gã đồ tể đang truy sát. Nếu không vượt qua vòng loại bãi săn xác sống này thì sẽ bị loại. Những tấm gương Raphaelian sẽ truyền tải hình ảnh trực tiếp từ trận đấu. Hành vi gian lận sẽ không được chấp nhận. Trận đấu đã bắt đầu bọn họ được truyền tải tới một nơi bất kỳ trên bản đồ mới vào bên trong tên le blanc sổ lúc trước trêu chọc mắt đã gặp xác sống xác sống miễn nhiễm với phép thuật ngay khi hắn bị đập chúng đã bị loại và đưa về sân đấu đốt nghe xong thì nghĩ né tránh bọn chúng cho an toàn còn lan bên kia vừa phải chơi trốn tìm vừa phải né tránh thì hơi căng bên kia tên macaron thì vẫn ung dung đi dạo bên ngoài mc gợi ý những xác sống được tạo ra từ phép thuật nhưng không bị phép thuật tác động khi đối mặt với một đối thủ quá mạnh chạy trước tính sau cũng là một thượng sách Họ muốn trong tình huống không thể tránh khỏi học viên sẽ đưa ra quyết định gì. Dot bên trong cho rằng nói thì đơn giản nơi này trước giờ đã nổi tiếng là một nơi khắc nghiệt. MC còn châm chọc vừa mới bắt đầu mà đã có người bị loại, có vẻ chất lượng thí sinh năm nay hơi yếu. Do năm ngoái có dây nên không thể nào so bì được. Mọi người cứ thoải mái chạy trốn đi nhé. Nhưng vừa dứt lời bên trong mắt đã tung nấm đấm vào xác sống khiến nó phun máu. Mọi người bên ngoài không thể tin chỉ với một đấm mà con xác sống đã ôm bụng xin thua khứa bị loại lúc trước khi nhìn thấy thì há hốc mồm vãi cả trường bên trong xác sống sau khi bị đấm vì không có linh tính nên nó đã hồi phục lại rất nhanh lần này Mas quyết định đánh bài chuồng không nhai nữa bất ngờ cơ thể Mas bị thu nhỏ lại cậu cứ tưởng nay mình đã xài được phép nhưng không ngờ đó chính là Maclen đã giúp cậu Maclen giới thiệu phép thuật của mình có thể thay đổi kích thước tự do Max liền cảm ơn cậu ta đã giúp đỡ Maclen liền nói chúng ta cùng nhau hợp tác vượt qua kỳ thi cũng là một cách tốt Đúng là biết chọn người hợp tác ghê. Mắc Len nghĩ chìa khóa sẽ nằm trong phạm vi di chuyển của những xác sống. Dù gì kỳ thi là kiểm tra khả năng phản ứng, nhưng cậu ta nghĩ nội dung của kỳ thi sẽ có một câu trong lý thuyết. mắt bên kia nghe xong thì não chưa kịp tiếp thu nên bị đứng hình. Mix thấy vậy liền nói tóm lại chúng ta sẽ đi theo xác sống để tìm chìa khóa. Bên kia Finn thì đang trốn còn Dot thì bị nó dí chạy vòng vòng. Lúc Max và Mixland đang theo sau xác sống thì Max vô tình bị vấp cục đá nhưng cậu đã dừng lại kịp thời còn tạo ra siêu phẩm của Michael Jackson khi xác sống Dimas liền chỉ tay tới thì ra đó chính là quả bóng họ bàn sẽ làm nổ nó bằng cách đưa không khí vào bên trong Mas liền đi tới thổi nhưng mới chạm vào nó bất ngờ kêu lên kết quả bị xác sống bí chạy té khói chạy hết nửa ngày MacLen không biết hợp tác với Mas là đúng hay sai nữa nếu họ đưa không khí trực tiếp vào cái bóng thì nó sẽ phát ra âm thanh nhưng với phép thuật thì cậu ta có thể làm cho nó nhỏ lại nhưng không biết làm sao để đưa không khí vào bên trong. Max nói đơn giản chỉ cần đâm cho nó nổ thôi. Thế là Max vừa mới nhảy lên thì nó lại kêu lên kết quả chắc không nói cũng biết. Rút kinh nghiệm lần này họ bàn một kế hoạch khác. Mark đề nghị sẽ phá hủy cái bình hơi thì chìa khóa sẽ rơi xuống. Nhưng kết quả phá xong thì quả bóng vẫn nằm trên đó. Max đột nhiên nhìn chiếc ống bể và nghĩ ra một ý tưởng. Ban đầu Mark sẽ làm cho quả bóng to lên. Những người bên ngoài thì không hiểu bọn họ đang làm cái gì họ còn cho rằng hai người là não cá vàng. Mặc cho mọi người đang hoài nghi, Max bên trong đã nhảy hip hop dùng một tư thế xoay vòng nghệ cả củ. Cậu tạo ra một cơn lốc xoáy bên dưới và trực tiếp thổi vào quả bong bóng. Đầu Max quay với vận tốc siêu nhanh làm cho quả bóng phát nổ. Cuối cùng họ cũng đã đạt được chiếc chìa khóa. Ở một nơi khác Lan nhẹ nhàng làm quả bóng rơi nhanh xuống. Không khí được hút vào bên trong làm cho quả bóng phát nổ. Bên kia Dot và những người khác cũng đã có được chiếc chìa khóa. Còn fin lúc này thì đang ngồi sợ hãi trốn sau bức tường. Bất ngờ Dot lên tiếng cậu có chìa khóa chưa để tôi giúp cho. fin thấy đầu Dot đang chảy máu nên hết cả hồn. Bên kia Max bất ngờ đưa chiếc chìa khóa của mình cho Max Len khiến cậu rất bất ngờ. Nhưng Max Len đã từ chối còn chỉ đường cho Max đi ra sớm sẽ có lợi cho vòng tiếp theo. Max Len cũng nói đã nghe rất nhiều chuyện về Max từ dây. Nhưng cậu không nghĩ rằng Max lại tốt bụng như thế. Nên cậu ta muốn làm gì đó đây cũng là một kiểu làm ngầu của một đàn anh nhớ làm cho tôi nở mày nở mặt một xíu nhé. Max liền cảm ơn Mark Len rồi chạy đi. Nhưng bất ngờ sau khi Max đi thì cậu ta đã bị tấn công. Hắn ta chính là Royal nhà Orga Bên trong đấu trường những người đã có chìa khóa đã tập hợp ở đây. Max cũng đã từ từ bước ra sau. Dot liền nói với Max cặp đôi xử lý bóng cũng ok phết nhỉ. Vì ráng kiếm chiếc chìa khóa cho báo đời báo đốm phim nên Dot đã kiệt sức vì mất máu. Lan hỏi Max làm sao cậu có chiếc chìa khóa hay dị. Mắt liền nói có người đã giúp tôi còn nhường tôi chiếc chìa khóa. Lúc này MC thông báo có tất cả 9 người chơi vào vòng tiếp theo. Người cuối cùng là chính là Mắc cậu ta vừa bước ra thì đã ngất xỉu. Thì ra người thứ 9 chính là Royan. Mọi người ở đây cảm thấy Royan ra tay hơi quá đáng. Cậu ta bước tới và dẫm lên đầu Mắc và xem là rác rưởi. Max liền đi tới và nói không dừng lại thì tôi sẽ đấm vở mồm anh. Royan liền nói ta muốn làm gì thì đó là quyền của ta hắn ta đi tới cầm lấy một ly nước đi tới định đổ lên đầu Max. Nhưng bất ngờ Max dùng nước đó nhân tiện pha luôn thuốc tăng cơ tự chế để uống. Max giới thiệu thành phần của thuốc tăng cơ này rất giàu protein được làm từ bột say Max liên tục giải thích việc hấp thụ protein là rất quan trọng. Với lại dù là rác rưởi tôi chưa thấy kẻ nào mạnh hơn tôi ở đâu cả. Nói thì nói nhưng tôi cũng không biết mạnh là như thế nào vãi cả trưởng. Ryan liền tức giận đi tới nhưng MC đã nhắc nhở họ dừng lại vì đã tới bài thi tiếp theo. Ba viên ngọc trên bầu trời đã biến bọn họ thành ba nhóm với ba màu khác nhau. Lúc này Lan đã chung đội với Macaron và Tên Béo. Đội đỏ gồm Capacio Mo và Oreo, đội xanh là Masfin và Dot. Mỗi người sẽ nhận tinh thể của mình và phải phá hủy tinh thể của đội khác. Nhóm nào còn lại cuối cùng sẽ thắng. Mas bất ngờ bị rối loạn ngất xỉu vì MC đã nói quá rắc rối. Thế là MC nói gọn lại là phải đi phá hủy tinh thể của các nhóm khác. Finn cũng rất lo bởi vì Lan đã vào đội khác bọn họ bắt đầu được nhận các tinh thể mc nhắc nhở tinh thể này rất dễ vỡ nên phải cẩn thận vừa dứt lời thì khứa mắt đã tột tay làm vỡ phin cố chấn an không sao vì bọn họ vẫn còn hai cái nhưng không hiểu méo nào khứa đót lại làm bể thêm một cái nữa thế là bọn họ chỉ còn một cái duy nhất thế là Max và đót hứa cùng nhau bảo vệ tinh thể còn lại của phin lúc này cuộc thi đã bắt đầu bọn họ được chuyển tới những nơi ngẫu nhiên điều này làm phin phát khóc vì phải đi một mình một lần nữa được biết từ thời cổ trí kim đã tồn tại 13 chiếc đũa huyền thoại giải rác trên thế giới. Chỉ có những người tài năng bẩm sinh mới có thể được nó chọn. Những cây đũa sẽ ban phước lành cho pháp sư sở hữu. Những cây đũa đó được gọi là đũa thánh. Bên kia sau khi bị đưa đến nơi khác, Mas và Dot liền muốn đi tìm phiên thật nhanh nếu không phe này thua là chắc. Lan thì lo lắng chắc lúc này đội của Mas chắc đang loạn lắm. Phiên thì đang đi trên đường phe này chắc toang thật rồi ông giáo. Chỉ còn một cái mình phải bảo vệ nó bằng cả cái mạng này. Bất ngờ cậu phát hiện tên mập đang van xin Capacio tha mạng. Bất ngờ cậu thấy một con dao đã đâm vào vai của Capacio, nhưng Capacio lại bình tĩnh không đau đớn xoáy con dao làm tên mập kia bị hẹo. Capacio nói hãy an phận vì cuộc đời ngươi đã được quyết định là một lũ yếu đuối. Giảng đạo lý xong thì hắn dẫm nát viên pha lê của đối thủ. Phiên bên kia thấy thì sợ vãi cả mồ hôi nếu bị phát hiện thì coi như tiêu. Nếu mà chạy tạo ra tiếng động thì hắn sẽ phát hiện ngay không còn cách nào khác Fin cố dùng bí thuật biến mình như thứ vô tri vô giác thành bức tường. Nhưng điều đó là cậu đang tưởng tượng bởi vì Capacio đã đứng ở phía sau. What you doing xin lỗi tôi là bức tường mà anh nói với bức tường là tự kỷ đó. Capacio nghe vậy liền khen Fin rất có khiếu hài hước. Trước điều này Fin liền xin liếm giày hoặc mút ngón chân để được tha mạng. Capacio liền nhận ra Fin là tên học viên có thành tích đứng chót bảng của trường. Ta không thể hiểu thế méo nào ngươi lại vào được trường này còn lại tham gia kỳ thi thánh nhân nữa chắc là nhờ vào quan hệ của anh trai ngươi. Thứ rác rưởi vô dụng như ngươi làm ta cảm thấy thật kinh tởm. Capacio đòi Phin mau giao viên pha lê ra cho hắn. Phin dù đang sợ vãi đái, nhưng khi nghĩ tới tương lai của thằng bạn thân mas thì Phin quyết định méo đưa. Bất ngờ cơ thể của Phin bị tóe máu khiến cậu gục xuống. Phin không thể hiểu tại sao mình lại bị như thế là ma thuật ư. Capacio cho rằng những thứ rác rưởi như Phin tại sao lại cố tỏ ra anh hùng. Sức mạnh chênh lệch quá lớn đằng nào ngươi cũng sẽ thua. Nếu không muốn đau thì mau giao nộp ra." Capacio còn lấy ví dụ tên béo nằm bên kia để dẫn chứng. Mas cũng cảm nhận thấy bạn mình đang bị nguy hiểm nên cũng đang tăng tốc tới, bên kia Macaron cũng đang đi lang thang. Hắn đang rất ngạc nhiên vì kỳ thi này có sự góp mặt của ba tên quái vật, một làm Mas ngố, hai là Lan, ba là Capacio, người đã đạt thành tích đứng đầu học viên đàn anh của trường. Ban đầu Macaron cho rằng Capacio không có hứng thú với vị trí thánh nhân nhưng có lẽ là do ma Mado đã can thiệp vào. Capacio là một thần đồng được lựa chọn bởi cây đũa hàng báu vật quốc gia. Macaron lúc này tự nhiên nhớ tới cha mẹ nên hắn đã hát bài xuân này con không về. Bên kia Finn đã chảy máu rất nhiều. Capacio cũng cảm thấy rất ngạc nhiên về sự cứng đầu của cậu. Phi nghĩ chỉ cần bảo vệ được viên pha lê thì mắt sẽ vượt qua bài thi. Trước giờ chưa ai thấy mình xài ma thuật đã tới lúc mình thể hiện rồi. Phi liền dơ cây đũa lên trên sử dụng phép thuật. Phía trên Capacio nhìn mỏi cả cổ vẫn không có gì xảy ra, còn bên dưới thì Fin đã bỏ chạy mất tiêu. Capacio bất ngờ bị dịch chuyển hắn tỏ ra bất ngờ bởi vì đây là chỗ xử lý tên mập lúc trước. Chả lẽ phép thuật của Fin là hoán đổi vị trí? Bên kia Fin đắc ý vì nhờ con bài tủ giấu trong quần nhiều năm nên đã chạy thoát, nhưng bất ngờ chân của cậu đã bị chém trúng. Capacio đi tới và mỉa mai nỗ lực chạy trốn của Fin. Hắn ta dẫm lên chân cậu và muốn lấy viên pha lê thấy dùng võ mồm đã không có kết quả. Capacio đã tự dùng dao vẻ vào bụng mình nhưng người chịu sát thương lại là Fin. Mọi người bên ngoài khán đài đổ mồ hôi hột. Bởi vì ma thuật của Capacio là chuyển sát thương của bản thân lên đối thủ quá dữ dằn luôn rồi. Bên trong Fin nói không bao giờ ngươi có được nó đâu. Sau khi Fin nhớ lại những kỷ niệm của mình và khứa bạn thân Mas, Fin đã mạnh dạn nói ta sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn bè đâu. Cậu bắt đầu dùng đũa thần tấn công nhưng cơ thể của cậu lại bị chém trúng capasio cho rằng những người không bao giờ thành công nhưng vẫn không chịu từ bỏ làm hắn ta ngứa mắt capasio bắt đầu đưa dao lên cổ mình khiến mọi người bên ngoài cảm thấy căng thẳng lúc lưỡi dao bắt đầu cắt vào sâu làm cổ Fin tóe máu bất ngờ mắt xuất hiện kịp thời làm đầu capasio cắm vào tường tớ tới rồi đây cảm ơn cậu nhé Fin. nhưng bất ngờ khi Max đi tới chỗ phim thì đầu cậu lại chảy máu capasio nói thật đáng tiếc nhưng đã từ lâu ta không cảm thấy đau nữa mắt nghe xong thì không hiểu capasio nói ngắn gọn đũa phép của ta là độc nhất mas liền để gối lên mặt hắn nhưng bất ngờ cậu lại bị trúng đòn cái này không khác gì mas đang lại bị chính đòn đánh của mình tấn công capasio liền giải thích ma thuật của hắn cho phép chuyển toàn bộ sát thương của bản thân lên đối thủ hắn ta liền dùng dao vẽ lên chân mình nhưng bất ngờ chân mas lại tóe máu còn vết thương của hắn thì lại nhanh chóng hồi phục capasio đã được đũa thánh ban phước lành từ lúc hắn được chọn vậy nên từ khi hắn sinh ra hắn đã không biết đau đớn là gì vì thế ước mơ nho nhỏ của hắn là muốn một lần cảm thấy đau. Capacio cho rằng một kẻ rác rưởi như Mas thì chưa đủ level làm hắn thỏa mãn, liên tiếp những nhát chém tạo ra đã làm cơ thể Mas tué máu. Phiên thì rất lo lắng nghĩ rằng chơi vậy thì ai chơi lại. Mas bất ngờ tung một cú đấm vào mặt Capacio nhưng kết quả lại bị trúng đòn. Cậu liên tục tung ra những cú đấm cú đá nhưng kết quả lại bị phản đam ngược lại, cứ tiếp tục như thế thì Mas chẳng khác nào đang tự hủy. Có vẻ trận chiến này Mas ăn hành khá nhiều. Nhưng mình tin chắc cậu sẽ bón hành cho hắn ta nhanh thôi. Lúc này Capacio cho rằng số phận con người đã định đoạt được sẵn nên có cố gắng cũng vô ích. Capacio còn dẫn chứng Fin là một kẻ vô dụng đã thất bại ngay khi học trung học, trái ngược với anh của mình Fin là một kẻ yếu đuối luôn cần người khác nâng đỡ. Đúng là một sỉ nhục của pháp sư. Mas liền nói ông anh nói không sai. Kẻ khôn ngoan thì biết từ bỏ những gì quá sức, biết được chỗ đứng của mình cũng rất quan trọng. Từ góc nhìn của ông anh, nỗ lực của Fin chỉ là một kẻ yếu nhưng cậu ấy vẫn đứng lên chống lại đối thủ mạnh hơn mình gấp nhiều lần tôi cũng méo cho phép ai cười nhạo nỗ lực của mai phen mas bắt đầu dùng liên hoàn đấm của thánh phòng tôm tấn công capacio lúc đầu capacio còn tỏ vẻ khinh thường để cho mas xoa bóp mặt cho mình nhưng bất ngờ tượng nữ thần của hắn đã bị nứt điều này khiến capacio sốc vì hắn chưa từng thấy điều này capacio bị dính một đòn móc khiến hắn lùi ra sau mas nói giờ thì sao tôi đã mạnh hơn ông anh gấp trăm triệu lần rồi Liệu ông anh có dám chống lại thằng này? Giống như Phin đã từng đứng lên với ông anh không? Capacio không hiểu Max có cái cơ thể quỷ quái gì. Đây là lần đầu tiên có kẻ làm nứt tượng của hắn. Nhưng hắn không lo bởi vì tượng thần khi được kích hoạt. Phòng thủ sẽ mạnh hơn khi nhận nhiều đòn đánh. Hắn ta bắt đầu phóng những mũi tiêm ra muốn tiêm thuốc cho Max. Nhưng Max không bị bệnh nên đã tránh né hết bọn chúng. Tiêm thuốc nữa ngày mà vẫn không trúng Max khiến Capacio cay cú. Lúc này Max cũng móc ra cây đũa của mình khiến hắn ta rất bất ngờ. Ông có đũa thần thì tôi cũng có đũa sắt dám chơi không? Max bắt đầu kéo ra rồi uốn nắn các kiểu đà điểu trong sự tò mò của mọi người. Kết quả cậu đã tạo ra một cây vượt đánh tennis ảo vãi nổi. Max tung một cú đánh bằng quả bóng sắt của mình tới chỗ tượng thần. Cậu vừa di chuyển né đòn vừa tấn công vào một điểm vết nứt trên bức tượng. Với tốc độ này khiến mọi người bên ngoài lú luôn. Max như một động viên chuyên nghiệp đang trình diễn khiến khán giả xem sệ cả mặt tượng thần sau một hồi bị công kích cũng chịu không nổi mà bật ra. Max bồi thêm một cú đánh cuối cùng làm nó vỡ tan nát. Trước điều này Capacio như đứng hình đây là đâu tôi là ai? Max nói nếu không biết đau đớn như thế nào thì để tôi chỉ cho. Max vung vượt bổ vào bộ nhớ khiến Capacio gục ngay tại chỗ. Trước điều này cả đấu trường như chấn động chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy. Fin lúc này lại nói xin lỗi là lỗi của tôi. Nhưng Max nói cảm ơn cậu tôi chỉ là một thằng vừa đần vừa vụng về lúc nào cũng gây rối cho người khác. Hiện tại tôi có thể ở lại đây với mọi người tất cả là nhờ cậu cảm ơn nhé my fan. Trước điều này phim cảm động mà siết chặt bàn tay, dừng lại đi bạn ơi không thì phần 2 sẽ kết thúc tại đây mất. Đùa xíu thôi còn lúc này tên Capacio đang nằm đo sàn trên mặt đất, bây giờ hắn mới biết được nỗi đau là như thế nào. Cơ thể không ngừng chảy máu cơn đau mạnh hơn theo mỗi nhịp tim. Vậy là ước mơ nhỏ nhoi xin một lần được đau của hắn đã thành hiện thực. Lúc này Capacio mới nhận ra Fin chịu đựng nỗi đau vì ai đó thật ghê gớm, Capacio cũng không phục sự dũng cảm của Fin. Thế là tập 5 đã hết, các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn.